Xin chào cả nhà, em tiếp tục giới thiệu con lọc khí Panasonic. Ở đây là cái con máy FVH70 nâng cấp của con VSG70 các bác nhé. Là cái dòng cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm sản xuất. Đấy. Mẫu máy 70. Những cái dòng cao cấp thì các bác sẽ nhìn thấy nó có cảm biến phát hiện người. Đấy. Cảm biến phát hiện người các bác nhé. Đấy. Là những dòng cao cấp nhất. Về hình thức đây là cái dòng máy xe. Dòng máy một thằng xe vừa đi qua. Đây là cái dòng máy cao cấp nhất. Đấy. Trước này em báo giá luôn, em bán là 1,9 triệu nhé. Con này nó là dòng hai cánh vẫy, mặt dương hai cánh vẫy. Hình thức thì nó ở mức trung bình thôi các bác. Chứ này bán giá cũng rất là mềm các bác. Bác nào mà cầu kỳ hình thức thì lấy chiếc khác nhé. Còn chiếc này thì nó là một hình thức trung bình thôi, mặt mũi nó cũng xước răm nhé các thứ các bạn này. Đây, có thế nào để quay các bác thế. Nhưng bù lại thì giá rất là rẻ và các bác có một con máy VIP. Đấy. Đầy đủ full tính năng, cảm biến phát hiện người là 1 này, cảm biến ánh sáng là 2. Các bác tưởng tượng những cái máy này nó như là các bác mua một con SH ấy. Đấy. Và nó là dòng cao cấp của cái dòng xe tay ga phổ thông tại Việt Nam này. Cảm biến 2 các bác nhé, cảm biến ẩm mùi là 4 này, cảm biến bụi 5, 5 cảm biến luôn. Năm cảm biến. Có khóa trẻ em này, hẹn giờ các kiểu luôn. Chế độ lọc khí, dọn khí, dọn phòng nhanh. Con này với cả con VSG70 thực ra bản chất thì nó là một máy, nhưng mà đây là phiên bản nâng cấp lên thì hai cánh vẫy VIP hơn 70 một chút. Đấy, cơ bản thì nó cũng giống nhau, đấu biến áp điện 220V rồi. 1,9 triệu quá rẻ luôn ạ. Con này lọc thì khỏi phải nghĩ. Dùng cho phòng khoảng 50m² các bác nhé. Test bụi mịn 2.5 phát cho nó máu nào các bạn. Chất lượng không khí ấy là hôm nay trời bắt đầu nắng. Có nắng một tí cũng đã tốt lên rất là nhiều rồi các bạn. Có thấy sau khi cho qua máy ấy, chất lượng không khí đầu ra gần như là tuyệt đối luôn, sạch luôn nhé. Con này cái màng HEPA thay mới tinh rồi. Các bác dùng không phải nghĩ nữa. Màng này có giá 400.000 đấy ạ. 400.000 các bác nhé. Một con máy tính ra cái màng này trừ đi còn có 1,5 triệu cái máy. Còn than này, con này. Quá đẹp luôn. Bác nào mà xem được clip này mà đang có nhu cầu mua lọc khí tầm giá bình dân thì các bác chốt luôn đấy. Mặt nó hơi xước 1 tỷ đấy rồi. Chả vấn đề. Nói chung là hình thức ở mức trung bình. Đấy. Chứ không quảng cáo mạnh với các bác là rẻ bền đẹp. Đúng không? Có thể là rẻ bền chất lượng VIP nhưng mà hình thức thì phải ở mức vừa vừa thôi, chứ còn hình thức mà lại đẹp quá nữa thì lại giá lại cao lên. Màn tàu ẩm như mới các bác, zin nhé. Một con máy quá ok luôn. Con này thêm tính năng đẩy bánh xe ngang. Đời 2012 CD máy là 0233 66W VH70. Nguyên zin tuyệt đối luôn này ạ. Không có mên mạch sửa chữa gì đâu. 1,9 triệu các bác nhá. Bác nào chốt alo cho bảo hành 1 năm. Chi phí vận chuyển đi 100.000 ạ. Mua bán có đặt cọc trước 500. Chào các bác.